Xin chào quý vị và các bạn. Tủ lạnh là một vật dụng quá quen thuộc trong mỗi gia đình của chúng ta. Nhưng một chiếc tủ lạnh cao cấp với tính năng làm lạnh và tiết kiệm điện vượt trội lại còn mang cho mình một thiết kế sang trọng và đẳng cấp, thì gia đình bạn đã có chưa? Ngày hôm nay, Công nghệ Nhật xin giới thiệu đến quý vị và các bạn sản phẩm tủ lạnh thông minh của Hitachi mang nhãn hiệu RWX74Z, số dung tích là 735 lít. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu sản phẩm này nhé. Chiếc tủ lạnh Hitachi RWX74Z màu nâu xám lạ và tinh tế, có chiều cao là 1m83, chiều rộng của nó là 0,88m và chiều sâu là 0,74m. Đầu tiên là ngăn làm mát, và bây giờ tôi sẽ mở cánh tủ này ra. Ngăn làm mát có tổng dung tích là 386 lít, nhiệt độ trung bình của ngăn này từ 2 đến 6 độ C. Bên trong ngăn làm mát có một ngăn chân không. Nhiệt độ của ngăn chân không từ âm 1 đến 1 độ C, áp suất là 0,8 atmosphere. Nhờ có ngăn chân không này, thực phẩm của quý vị và các bạn không bị mất nước, không bị biến chất, bảo toàn được tuyệt đối dưỡng chất trong thực phẩm. Bên cạnh ngăn chân không, chúng ta có một ngăn dùng để chứa nước, cung cấp nước cho quá trình làm đá rơi. Nước sẽ được lọc qua màng lọc. Sau khi làm đá, đá sẽ tự động rơi xuống ngăn chứa đá rơi ở phía dưới. Phía dưới đây là ngăn làm đá. Ngăn làm đá được chia làm hai phần rõ rệt. Ở phía bên trái của quý vị và các bạn là khu vực dùng để chứa đá rơi, còn bên phải là khu vực dùng để làm đá tảng. Ngoài ra, chúng ta còn có một dụng cụ dùng để xúc đá rất dễ dàng. Tiếp theo là hai ngăn đông, ngăn đông trên. Và ngăn đông dưới. Ngăn đông dưới được tích hợp thêm một phím trợ lực. Quý vị và các bạn chỉ cần ấn nhẹ, cánh cửa sẽ tự động đẩy ra. Cấu tạo của ngăn đông dưới gồm 3 khoang. Ở khoang trên cùng thiết kế thêm một tấm nhôm, giúp làm giảm nhanh nhiệt độ của thực phẩm. Và cuối cùng là ngăn rau quả thông minh. Ngăn rau này cũng được tích hợp một bộ phận trợ lực, giúp quý vị và các bạn có thể đóng mở cửa dễ dàng chỉ với một nút nhấn. Ngăn này bao gồm 3 khoang. Ở khoang trên cùng, quý vị và các bạn có thể dùng để những loại rau củ như là táo, cà chua hay là rau tây. Ở khoang phía dưới, chúng ta dùng để những loại rau mềm như rau muống hay là bắp cải. Và ở khoang đứng này, chúng ta dùng để những loại rau cao như là măng tây hay dùng để những chai nước. Điều đặc biệt ở ngăn rau này được ứng dụng công nghệ AeroCare tạo độ ẩm hoàn hảo và kiểm soát quá trình hô hấp của rau, giúp duy trì độ tươi ngon và chất dinh dưỡng một cách tối đa. Là một sản phẩm nội địa của Nhật, chiếc tủ lạnh Hitachi RWX74Z sử dụng nguồn điện áp là 100V, được trang bị công nghệ inverter tiết kiệm điện. Và nếu như đang sử dụng chẳng may bị mất điện thì quý vị và các bạn cũng đừng quá lo lắng, chiếc tủ lạnh này có khả năng giữ lạnh lên đến 12 giờ. Thật tuyệt vời phải không nào? Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị và các bạn vui lòng truy cập vào website của chúng tôi congnghenhat.com hoặc liên hệ qua số điện thoại 0886767888 để được tư vấn thêm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những sản phẩm sau. Xin thân ái chào tạm biệt.